để chúng niệm Phật. Nam mô Tát Sa tà kiến
nó chi phối. Ví dụ như là có người người ta quan niệm là chết rồi là hết, có người thì nói là chết rồi thì có một cái cõi vĩnh hằng sau khi chết, như là một cái linh hồn nó tồn tại vĩnh cửu ở một cái cõi nào là thiên đường hay địa ngục nào đó. Thì đấy nó liên hệ những cái tà kiến thì ra. Và cái người nào mà là phát triển được thiền định, sau đó vị đó có thể dẫn tâm hướng tâm đến được các đời sống quá khứ, thì người ta cũng sẽ xóa bỏ được cái hoài nghi này, xóa bỏ được cái tà kiến về chấp thường và chấp đoạn. Người ta phá bỏ được cái đoạn kiến, người ta không còn nghĩ là chết rồi là hết nữa, người ta sẽ biết rằng chết rồi thì vẫn còn có những đời sống tương lai, và người ta thấy được những cái đời sống quá khứ, và người ta thấy được những cái nghiệp thiện nghiệp ác đã làm ở trong quá khứ. Thì cái năng lực mà để nhớ lại được đời sống quá khứ đấy thì được gọi là túc mạng trí. Như Đức Phật khi mà tu tập về cái Bồ Đề trước khi thành đạo thì Ngài đạt được cái trí tuệ này đầu tiên trước khi Ngài đã ngộ. Trong Tam Minh Nhục Thông thì Ngài phát triển được cái binh túc mạng minh là đầu tiên. Nên đầu tiên là Ngài phát triển thiền định và những cái năng lực thuần tịnh siêu nhân của cái tâm thanh tịnh, và Ngài dẫn tâm hướng tâm về các cái kiếp sống quá khứ của mình. Đấy, từ một đời, hai đời, mười đời, hai mươi đời, hàng trăm đời, hàng ngàn đời, hàng trăm ngàn đời, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp, nhiều thành và hoại kiếp. Đấy, Ngài thấy được các cái kiếp sống của mình, cả những cái nét đại cương và chi tiết. Ngài muốn thấy một cách đại cương thì Ngài thấy đại cương. Ngài muốn quan sát một cách chi tiết thì Ngài quan sát được một cách chi tiết. Cho nên là trong bây giờ trong tiểu bộ kinh có những cái câu chuyện tiền thân, có tới rất nhiều câu chuyện tiền thân, có tới hàng khoảng 500-600 câu chuyện tiền thân đấy. Đấy là Đức Phật là nói về những cái chuyện tiền thân của chính mình hoặc là của các vị đệ tử mà có liên quan đến một cái bài pháp nào đó, đến một cái sự kiện nào đó nó diễn ra trong cái hoạt động tu tập của các đệ tử, thì Đức Phật thường hay kể lại những câu chuyện tiền thân mà của bản thân Đức Phật hoặc là của các cái vị khác. Thì những cái mà thấy được kiếp trước đấy được gọi là túc mạng thông hay túc mạng trí, và có những cái phương pháp tu tập để mình thấy được những cái đời sống quá khứ đấy, đó là phát triển túc mạng trí. Để bây giờ một người nào mà mình phát triển được túc mạng trí, mình cũng sẽ thấy được các cái kiếp trước của mình. Thì túc mạng trí ở đây là khi mà mình đã thực hành thiền định và mình thực hành 14 cái pháp thuần thục một cách thuần thục mà nhu nhuyễn này, với cái tâm thuần tịnh siêu nhân vững chắc bất động, không câu uế, không phiền não, thì lúc đấy vị ấy mới dẫn tâm hướng tâm đến túc mạng trí, nhớ đến nhiều đời sống, nhiều đời kiếp của mình, như là một đời, hai đời, mười đời, hai mươi đời, một trăm, một ngàn, hàng trăm ngàn đời, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp và nhiều thành và hoại kiếp. Vị ấy có thể nhớ được cả một cách cụ thể, như là vị ấy nhớ khi ở kiếp trước ta có tên như thế này, có họ như thế này, có tướng như thế này, có đồ ăn như thế, họ khổ nạn như thế, tuổi thọ như thế, sau khi chết ở chỗ họ ta được sinh ra ở đây. Ví dụ vị đấy nhớ đến các đời sống quá khứ của mình, vị đấy muốn biết là mình ở kiếp trước tên là gì, thì lúc đấy vị ấy đang nghĩ đến tên, nó biết kiếp trước mọi người gọi ta là gì nhỉ, thì lúc đấy vị đấy sẽ nhớ ra được là tên mình là như thế, mình có cái tên như thế này, mọi người thường gọi mình như thế này, ta có họ như thế nào, thì lúc đấy vị ấy cũng nhớ lại được cả cái họ của mình, tên họ của mình, ta có cái tướng như thế nào, đẹp hay xấu, tướng nam hay tướng nữ, thì lúc đấy cái hình tướng sẽ hiện ra, vị đó sẽ biết được cái hình tướng, ta thường ăn cái gì, lúc đấy thì vị đó biết, ví dụ như là vị đó là người thì vị đó ăn những cái thức ăn của ở nhân gian này, ăn cơm, ăn những cái đồ ăn ngũ cốc thực phẩm này, nhưng mà nếu như vị đó sinh làm chư thiên thì vị đó sẽ ăn những cái thực phẩm ở chư thiên giới, hay vị đó sinh làm châu bò thì vị đó sẽ thấy mình ăn cỏ ăn rơm, vị đó mà sinh làm những cái loài hổ báo sư tử thì mình ăn thịt,
các cái ngoại phạm, các cái đồ ăn sẽ, vì đó sẽ tác ý đến những cái gì nó sẽ hiện ra được. Vì đó thọ khổ nạn như thế, vì mình vì đó có thể biết là cái kiếp này mình sinh ra mình khổ hay là mình sướng, mình hạnh phúc hay là khổ đau. Thì những cái nỗi khổ nó sẽ hiện ra, những cái niềm vui nó sẽ hiện ra. Tuổi thọ bao nhiêu, sau khi chết ở đấy ta được sinh ra ở đây, vì ta có thể quan sát được rất nhiều những rất nhiều các cái nét. Nếu như vị đó muốn, vị đó nhớ đến đời sống quá khứ thì vị đó muốn biết về cái gì thì vị đó phải có cái tác ý rồi thì vị đó biết. Ví dụ vị đó hướng tâm về đời sống quá khứ, vị đó phải tác ý, có biết cái kiếp này ta sinh ra ta là một cái chúng sinh ở cõi nào, ở cõi người hay là ở cõi chư thiên, hay là ở cõi súc sinh, hay là cõi địa ngục, hay là cõi ngạ quỷ. Trong tất cả các cái cõi thì vị đó tác ý thì vị đó sẽ biết được mình sinh ra ở cõi nào, có tên họ là gì, có cái sinh ra cái hình tướng là làm sao, mà cái cuộc sống ấy nó an vui hay khổ đau thì vị đó có thể biết được. Và vị đó có thể cứ quan sát như vậy từ 1 kiếp, 10 kiếp, 20 kiếp, 100 kiếp, nhiều trăm kiếp. Thì những cái người mà có thể nhớ lại được cái đời sống quá khứ thì có 6 hạng người có thể nhớ lại đời sống quá khứ được như vậy. Đó là thứ nhất là những người mà ngoại đạo mà hành thiền, người ta cũng nhớ được lại đời sống quá khứ. Đó gọi là ngoại đạo đắc thiền. Có những cái pháp thiền của ngoại đạo, người ta cũng có những người ngoại đạo người ta tu tập thiền định, cho nên người ta nhớ lại được thiền. Có những đệ tử thường của Đức Phật, có những bậc đại đệ tử, có những đệ tử là thượng thủ đệ tử, có Phật độc giác và Phật toàn giác. Nên là 6 hạng người có thể quan sát được các kiếp sống quá khứ. Thì tất cả những người này đều có cái năng lực của thiền. Ngoại đạo là nhờ cái sự tu tập mà chứng đắc thiền thì người ta cũng hướng về được quá khứ. Đệ tử thường tức là những bậc đệ tử mà có thể đắc thiền hoặc là đắc đạo quả. Có những bậc mà không thực hành thiền định nhưng mà vì đó chứng đắc được đạo quả thì cái trí tuệ đấy vì đó cũng có thể thấy được kiếp sống quá khứ. Như một vị A La Hán mà không đắc thiền thì vị đó tự động có tam minh, có túc mạng minh, thiên nhãn minh và động thần minh. Thì những cái minh đấy thì những cái mà năng lực mà thấy được về đời sống quá khứ nó thuộc về trí tuệ, cái tuệ mà có thể nhớ lại được các kiếp sống của mình. Thì những bậc có trí tuệ giác ngộ là cũng tự nhớ lại được kiếp sống quá khứ. Nhưng mà cái năng lực để thấy được các kiếp sống quá khứ ở mỗi một người lại có sự khác nhau. Có những người thì nhớ được rất nhiều kiếp quá khứ vô giới hạn, như Đức Phật thì có thể thấy được cái đời sống quá khứ một cách vô giới hạn, không bị giới hạn, bao nhiêu kiếp cũng được. Mà Ngài không cần phải đi tuần tự từ kiếp 1 sang kiếp 2, kiếp 3, kiếp 4 gì hết. Mà Ngài muốn hướng về 100 kiếp trước là Ngài hướng được luôn. Ngài muốn hướng về 1.000 kiếp trước hay 100.000 kiếp trước, Ngài hướng tâm đến cái kiếp sống nào thì kiếp sống đấy sẽ hiện ra một cách rõ ràng, dù là đại cương hay chi tiết. Nhưng mà có những cái vị thì phải đi một cách tuần tự, hướng về kiếp 1, xong là từ kiếp 1 hướng sang kiếp quá khứ 2, quá khứ 3, quá khứ 4. Thì đa số mọi người là phải quán, là phải hướng ngược về quá khứ một cách tuần tự như vậy. Còn cái trí tuệ của Đức Phật thì không cần tuần tự, ngài muốn hướng về bao nhiêu kiếp quá khứ trước cũng được hết. Đối với ngoại đạo thì nhớ được các kiếp sống quá khứ tối đa là 40 kiếp. Ngoại đạo thì chỉ nhớ được khoảng 40 kiếp quá khứ là tối đa, nó không thể nhớ sâu hơn được nữa. Bởi vì ngoại đạo họ chỉ có thực hành thiền định mà họ không thực hành thiền tuệ. Cho nên là cái năng lực của định thì chỉ có thể nhớ được đến 40 kiếp thôi. Trí tuệ yếu ớt nên không thể nhớ xa hơn được. Nhớ đến 40 kiếp là hết rồi. Vì họ không phân biệt danh sắc, cho nên là họ không nương được vào cái sắc ý vật, cái sắc ý môn, tức là cái sắc trái tim ấy. Để cho nên là họ không đi được xa. Còn các cái bậc đệ tử của Đức Phật
thì có thể nhớ lại được rất nhiều kiếp, nhớ lại được có thể các bậc đệ tử thường của Đức Phật và đại đệ tử Đức Phật có thể nhớ đến 1.000 đại kiếp, 1.000 đại kiếp trái đất ấy, chứ không phải là 1.000 kiếp sống sinh ra đâu. Có thể nhớ được tới 1.000 đại kiếp, 1.000 lần cái trái đất này sinh diệt. Bởi vì là các đệ tử của Đức Phật thì được hỗ trợ bởi cái năng lực của trí tuệ, cái năng lực của thiền tuệ, cho nên là có thể nhớ đến các cái kiếp sống quá khứ. Đây là nói đến những bậc A-la-hán có cái trí tuệ giác ngộ của bậc A-la-hán. Còn những cái bậc đệ tử phàm phu thì cũng có giới hạn, chứ không có nhớ được tới 100.000 đại kiếp trái đất được. Thì đây là những bậc A-la-hán thường và những bậc đại A-la-hán, những bậc đệ tử của Đức Phật. À, và những cái bậc đấy đã thành tựu được cái túc mạng trí, cái túc mạng thông, hay là gọi là túc mạng minh, thì có thể nhớ được tới 1.000 đại kiếp. Còn bậc thượng thủ của Đức Phật thì có thể nhớ được 1 a-nan kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp trên đất. Thì đấy là như ngài Giá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, đấy là được gọi là 2 bậc thượng thủ thánh văn. Còn Phật độc giác thì có thể nhớ được 2 a-nan kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp về trước. Còn riêng Phật chánh đẳng giác, Phật Đức Phật như Đức Phật Bổn Sư thì sẽ nhớ được vô lượng kiếp, không có giới hạn. Đối với Đức Phật thì có thể nhớ được vô lượng kiếp, nhớ lại mà không có giới hạn, bao nhiêu a-tăng kỳ kiếp cũng nhớ được, nhưng mà vẫn không nhớ được cái kiếp tận cùng của cái khởi đầu của cái dòng sinh tử. Ngoại đạo chỉ nhớ được sự tiếp nối từ đời này sang đời khác, họ không nhớ lại được bất cứ thời điểm nào họ muốn, vì họ nhớ lại đời trước mà không buông bỏ được sự tiếp nối các quả. Nói chung như là ngoại đạo bây giờ họ mà muốn nhớ lại được trong quá khứ thì họ phải hành nào cái mức tứ thiền bát tịnh cao rồi, luyện được các cái pháp thuần thục rồi, thì họ có thể tác ý ta sẽ dẫn tâm nhớ đến đời sống quá khứ, thì họ sẽ đi tuần tự này, kiếp này này, xong rồi bắt đầu họ từ từ đi ngược lại ngày hôm qua này, tuần trước, tháng trước, năm trước, 10 năm trước, 20 năm trước, 30 năm trước, 40 năm, 50 năm trước, nên lúc mới có 1-2 tuổi là cái lúc mới bắt đầu là đi tái sinh, xong rồi bắt đầu họ lại nhớ tuần tự lại là cái thời điểm ở cái kiếp quá khứ là cái thời điểm bắt đầu chết, rồi họ nên nhớ ngược lại như vậy, tức là nhớ ngược lại giống như là một cái thiền sinh hành thiền minh sát. Vậy là họ nhớ lại đến kiếp quá khứ 1 này, xong là từ quá khứ 1 đi về quá khứ 2, từ quá khứ 2 đi về quá khứ 3, đến quá khứ 4, quá khứ 5. Cứ nhớ liên tục như vậy cho đến một lúc nào đấy cái năng lực của định thì nó có giới hạn. Đến một cái lúc nào đấy mà cái năng lực định mà nhớ nhiều quá nó yếu đi, thì cái ánh sáng nó mờ đi, vì nó không nhớ lại được nữa. Thì có người nhớ được kiếp, có người nhớ được 2 kiếp, có người có thể nhớ được 5 hoặc 10 kiếp, có người nhớ được 20-30 kiếp. Đấy, và cao tột độ nhất là nhớ được khoảng 40 kiếp là hết. Đấy, là đến cái mức đấy là cái định nó yếu đi rồi, ánh sáng bắt đầu mờ tí thì không thấy lại được những kiếp sống khác nữa. Đấy là cái cách nhớ của ngoại đạo, nó chỉ đương vào cái năng lực của thiền, của thiền định. Còn các đệ tử phàm phu và đệ tử của Đức Phật và các đại đệ tử của Đức Phật thì nhớ mà vừa nhớ lại sự tiếp nối các uẩn, vừa nhớ được các nghiệp cận tử và các cái tâm tục sinh. Bởi vì là đệ tử của Đức Phật thì phân biệt được danh sắc, và cái người nào mà nương được vào cái danh sắc, tức là cái phiền não luôn và cái sắc trái tim, cứ nương vào đấy rồi là sẽ nhớ về các kiếp sống quá khứ, thì sẽ nhớ được rất là đông, rất là dài, có thể nhớ được từ đại kiếp này sang đại kiếp khác, nhớ được nhiều đại kiếp trái đất như vậy. Mình nhớ lại được các cái lúc mà kiếp trái đất nó mới hình thành ta sinh như thế nào, với lúc mà trái đất nó hủy hoại ta sinh ở đâu ra làm sao. Vậy thì đấy là do có cái năng lực của thiền tuệ sẽ khiến cho cái trí nhớ về kiếp trước nó được nhiều như vậy. Còn các cái bậc thượng thủ và Phật độc giác thì không cần nhớ các tiếp nối các quả, họ thấy cái chết của một người thì cũng thấy sự tái sinh của người đó, bởi vậy họ chỉ cần theo dõi sự chết và tái sinh. Cái năng lực của các cái bậc thượng thủ của thanh văn và Phật độc giác thì vậy, thì cần hướng tâm đến lúc chết và tái sinh, chết và tái sinh.
họ cứ nghĩ họ chỉ cần đưa tâm đến thời điểm chết, đưa tâm đến thời điểm tái sinh, điểm chết tái sinh, cho nên là sẽ thấy được những kiếp sống nhiều hơn nữa. Còn Đức Phật toàn giác thì không cần thấy sự tiếp nối các quả, cũng không cần theo dõi sự chết và tái sinh. Ngài có thể nhớ đến bất cứ giai đoạn nào trong một kiếp sống theo như ý muốn của mình. Thì Đức Phật nhớ lại các kiếp sống quá khứ, vô lượng kiếp về trước, cũng giống như là mình nhớ lại các cái sự kiện trong một năm, hai năm trước. Ví dụ mình có thể nhớ được là một tuần trước mình làm gì, một tháng trước hay một năm trước mình đã từng làm gì. Mình thích nhớ về thời điểm là một năm trước cũng được, thích nhớ về thời điểm 10 năm trước cũng được, thích nhớ thời điểm một tháng hay là 10 tháng trước cũng được. Mình không cần phải nhớ một cách tuần tự. Thì cái năng lực của Đức Phật có thể nhớ lại được hàng trăm ngàn kiếp là như vậy. Ngài có thể nhớ lại 100 kiếp trước, 1.000 hay 100.000 kiếp trước mà không cần phải đi một cách tuần tự. Đấy là riêng chỉ cái đặc, cái trí này là đặc biệt chỉ có ở Đức Phật, là có thể nhớ một cách theo ý muốn của mình. Còn lại thì tất cả mọi người đều phải đi một cách tuần tự. Nhưng Đức Phật độc giác thì nương vào cái giai đoạn cận tử, cái giai đoạn tái sinh. Đấy, còn các cái bậc đệ tử khác thì nương vào cái sắc ý môn đấy, cũng đi một cách tuần tự nhưng mà nó dễ hơn. Đấy, còn ở ngoại đạo thì người ta chỉ nương vào cái thân năm uẩn này, nó đi từ kiếp này sang kiếp khác. Bao nhờ vào cái năng lực của định, nên khi nào cái ánh sáng của định nó còn thì họ còn thấy, ánh sáng của định nó tối thì họ không thấy nữa. Cho nên là cái thấy của ngoại đạo thì như lửa của đom đóm, nó có giới hạn rất là thấp. Cái thấy của đệ tử phàm phu thì như đèn cầy, tức là nó thấy nhiều hơn nhưng vẫn có giới hạn. Cái thấy của bậc đại đệ tử thì như bó đuốc. Cái thấy của bậc thượng thủ thì như sao mai, cái thấy của Phật độc giác thì như mặt trăng, còn cái thấy của Đức Phật chánh đẳng giác thì như mặt trời sáng tỏ. Thì cái mà thấy về các kiếp sống của quá khứ thì cho nên là nhiều khi mà có những cái sự kiện gì xảy ra thì ngay cả ngày Xá Lợi Phất hay ngày Mục Kiền Liên vẫn đến thỉnh với Đức Phật phải như thế thôi, do nhân gì do duyên gì mà nó lại có những cái sự kiện như thế này. Thì lúc đấy Đức Phật sẽ nói lại những cái nguyên nhân đã tạo cái nhân gì đó ở trong quá khứ mà nó có kết quả ở hiện tại. Thì cái năng lực đấy là của Đức Phật, nó thấy một cách rõ ràng giống như là ban ngày vậy, không có một cái sự che khuất nào hết. Còn tất cả các bậc đệ tử của Đức Phật thì thấy nó cũng chỉ nó vẫn còn có giới hạn, giống như là một cái người đi trong đêm mình cầm cái đèn pin mình soi, thì mình soi vào nó chỉ thấy được một cái phần nào đấy, mình không thể thấy toàn diện được. Như cái trí tuệ của Đức Phật có thể thấy các kiếp sống quá khứ một cách toàn diện và rõ ràng nhất. Thế là cái năng lực mà thấy lại các kiếp sống quá khứ nó có cái sự khác nhau. Thì cái cách mà có thể nhớ lại kiếp trước bằng minh sát trí, đó là của những cái thiền sinh mà mới thực hành thiền cũng có thể nhớ lại được các kiếp sống quá khứ của mình. Mà cái vị này mà chưa cần phải thực hành đến túc mạng thông, tức là có những vị thiền sinh chưa có thực hành túc mạng thông, túc mạng trí, nhưng mà có thể thấy lại kiếp trước bằng minh sát trí. Bằng minh sát trí thì vị đấy, ví dụ như là vị đó nhập vào một tầng thiền thì cái vị này muốn phát triển được cái minh sát trí này thì vị đó phải thực hành được cái thiền tuệ, đó là phân biệt được lành và sắc, phân biệt được các cái sắc pháp ở trên thân và phân biệt được tâm rồi. Thì sau khi mà phân biệt lành sắc ở bên trong bên ngoài một cách thiện xảo, hoàn thiện xong rồi, vị ấy muốn nhớ lại kiếp trước thì vị ấy khởi lên một cái phiền não luôn, tức là khởi lên một cái nghiệp luôn, là một cái phiền não luôn. Luôn có nghĩa là cái nghiệp đấy nó sẽ dẫn vị đó đi trong cái dòng luân hồi, và cái phiền não đấy nó đi kèm với cái nghiệp đấy, cái nghiệp với cái phiền não đấy là cái nguyên nhân dẫn đi sinh tử, đấy được gọi là nghiệp luôn và phiền não luôn.
thì cái nghiệp luôn và phiền não luôn, nghiệp thiện hoặc là nghiệp bất thiện nó đều là cái nhân có thể dẫn đến sinh tử được. Ví dụ như bây giờ vị đó tạo một cái thiện nghiệp, như vị đó cúng dường lên Đức Phật, cúng dường bất cứ cái gì được, một chén nước hay một bông hoa hay một ngọn nến, vị cúng dường lên Đức Phật thì đấy gọi là nghiệp luôn, khi mà vị đó tạo cái thiện nghiệp cúng dường này. Và vị đó ước nguyện và cầu mong cái thiện nghiệp cúng dường để cho con kiếp sau được sinh lại làm người và tu chứng đắc niết bàn, thì cái lời ước nguyện đấy được gọi là phiền não luôn. Thì đấy khi mà vị đó khởi lên được cái nghiệp luôn và phiền não luôn rồi, thì vị đó mới phân biệt này, ở phiền não luôn này có vô minh, cho rằng sinh làm người là thật. Thì trong cái vô minh này nó có 20 cái tâm, tham tà kiến, người nó có si vô tàn vô quý phóng dật tham tà kiến. Cái vô minh tức là tham tà kiến, tham ái nó cũng là tham tà kiến, vì nó tham ái với kiếp người đó, vô minh cho rằng kiếp sau là có thật. Tham ái là tham ái với cái đời sống ở kiếp sau, chấp thủ là dính mắc vào cái đời sống ở kiếp tương lai. Còn hành là cái hành động tạo nghiệp là cúng dường Đức Phật, còn nghiệp là cái nghiệp hữu nó để lại sau khi mình hành động, nó đang chờ trực để cho cái quả tái sinh ở trong tương lai, nó chờ trực đấy. Thì đấy được gọi là nghiệp luôn và phiền não luôn. Khi nào vị đó khởi lên được cái nghiệp luôn, phiền não luôn rồi, bắt đầu vị đó hướng về quá khứ. Phiền não luôn này thuộc nội ý môn, nó nương vào sắc trái tim, thì cái vị đó phải phân biệt cái sắc trái tim cùng với cái dòng phiền não luôn này. Thiền sinh vừa phân biệt các cái tâm phiền não luôn cùng với cái sắc trái tim đi ngược lại quá khứ. Quá khứ 1 ngày, 2 ngày, 10 ngày, 20 ngày, 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm, 10 năm, 20 năm. Vị đó cứ đi ngược lại, nương vào cái phiền não luôn thì cứ đi ngược lại như thế. Rồi dần dần vị đó đi đến cái thời điểm bắt đầu mình tái sinh ở trong bụng mẹ và đạt tâm tục sinh. Thì cái lúc đấy vị đó phân biệt được một cái danh, cái sắc tục sinh. Ở cái thời điểm bắt đầu đầu thai vào trong bụng mẹ. Rồi vị đó lại tiếp tục hướng tâm về thời điểm cận tử ở kiếp trước. Vị đã tác ý là do cái nguyên nhân nào mà nó sinh ra cái danh sắc tục sinh này. Thì tâm nó bắt ngay vào cái hình ảnh cận tử ở kiếp trước luôn. Phân biệt danh sắc cận tử đấy, vị ấy sẽ thấy được cái nghiệp luôn và phiền não luôn ở cái thời điểm cận tử. Vì cái lúc cận tử là cái lúc mà tâm nó sẽ bắt vào nghiệp luôn và phiền não luôn. Nó sẽ bắt vào một cái nghiệp mà vị đó đã tạo, bất cứ nghiệp gì. Cái nghiệp đấy nó có thể dẫn vị đó đi luân hồi. Và cái phiền não luôn tức là một cái điều mà vị đó mong ước. Thì thường ngày mình mong muốn cái gì mà cái điều mong muốn đấy nó mà trong cái lúc mà cận tử mình khởi lên cái mong muốn gì thì cái mong muốn đấy là phiền não luôn. Trong cái lúc mà cận tử mà mình còn nhớ lại một cái việc gì mà mình đã làm thì cái việc đấy, cái hành động đấy nó cũng được gọi là nghiệp luôn, cái nghiệp dẫn đi luân hồi. Và cái phiền não tức là cái lời phát nguyện mà dẫn mình đi luân hồi, cái ước muốn đưa mình đi luân hồi. Thì nương vào nghiệp luôn, phiền não luôn của kiếp quá khứ, một vị ấy có thể biết được khi mà vị ấy phân biệt được cái nghiệp luôn đến cái phiền não luôn đấy, thì vị ấy biết được là mình đang làm cái gì đây, cái hành động mà mình làm là hành động gì, và lúc đấy mình ở cái cõi nào. Vị đấy có thể thấy được cái hình ảnh, cái danh sắc nó hiện ra, cái sắc pháp nó hiện ra là mình là người hay là chư thiên hay là súc sinh hay là một cái loài nào đấy. Thì lúc đấy vị đó cũng biết, vị đó cũng biết được cái kiếp sống quá khứ của mình đấy, mình đang làm cái gì, mình sinh ở cõi nào, là người nam hay là người nữ. Vị đó có thể đi lùi lại nhiều cái nghiệp khác, đi lùi lại mình có thể thấy được những cái nghiệp khác nó trực chờ ở cái thời điểm cận tử đấy, nhưng mà chỉ có một cái nghiệp nó dẫn đi làm phiền não luôn rồi, nó làm nghiệp luôn rồi. Còn những nghiệp khác thì đấy nó trở thành trì nghiệp, cái nghiệp nó hỗ trợ cho cái kiếp sống mới, thì nó cũng nằm ở cái lúc mà mình cận tử đấy, nó có rất nhiều nghiệp rồi này. Thì bị nó đưa một cái nghiệp đấy, biết được những cái hành động mà mình đã làm trong quá khứ. Thế đấy, rồi là vị đó muốn thấy được kiếp quá khứ thứ hai thì vị đó nên đưa vào cái phiền não luôn đấy, cái phiền não luôn ở cái lúc cận tử đấy, nghiệp luôn và phiền não luôn, và đưa vào cái sắc trái tim đấy, đi về thời điểm tục sinh của cái kiếp quá khứ thứ hai. Và
mà rồi lại bị đấy lại đi về cái kiếp quá khứ 2, kiếp quá khứ 3, kiếp quá khứ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vì khả năng, nếu mà cái người nào có cái năng lực định mạnh thì vị đó cũng có thể nhớ được rất nhiều kiếp quá khứ. Nhưng mà cái năng lực định mà yếu thì vị đó chỉ thấy được rất ít kiếp quá khứ. Cũng đến đây thì được gọi là nhớ lại quá khứ bằng minh sát trí, chứ không phải là bằng túc mạng trí. Còn cái cách để mà thấy được các kiếp quá khứ bằng túc mạng trí thì là sẽ phải thực hành 14 pháp thuần thục. Thuần thục 14 pháp làm chủ tâm ấy. Phải thực hành tứ thiền bát định, xong rồi thực hành túc mạng trí thì vì nó phải thực hành một cách tuần tự. Sau khi mà đã thực hành thuần thục 14 pháp rồi, mình đã muốn thực hành phải nhập vào một cái tầng thiền căn bản, sau đó vị ấy xuất thiền và hướng tâm ngược lại quá khứ từ gần đến xa. Thì cái vị đó, cái tầng thiền căn bản là một cái vị đó nhập vào một cái tầng thiền là tứ thiền của bất cứ một cái ca sĩ đá nào mà vị đó thuần thục nhất, là tứ thiền ca sĩ đá đất hay ca sĩ đá trắng được, gọi là cái tầng thiền căn bản. Sau đó vị đó xuất thiền ra, vị đó hướng tâm đến những cái hành động gần nhất từ trước khi hành thiền. Vì nó bắt đầu nhớ lại những thời điểm gần nhất, ví dụ như là trước khi mình ngồi thiền mình làm gì, mình trải tọa cụ, trước khi trải tọa cụ thì làm gì, thì lúc đấy là ban đầu mình bước chân vào trong phòng, trước khi cái thời điểm bước chân vào trong phòng thì mình nghỉ trưa, trước thời điểm nghỉ trưa là mình đi bát ăn cơm, trước cái thời điểm ăn cơm đấy mình làm cái gì. Vì nó nhớ lại những cái hành động trong ngày hôm đấy, rồi lại nhớ lại những cái hành động trong ngày hôm trước, một ngày, hai ngày, 10 ngày, 20 ngày. Xong vị đó từ từ nhớ lại những cái hành động đấy, rồi một tuần trước, một tháng trước, một năm trước, 10 năm trước, 20 năm trước, nhớ đến thời điểm bắt đầu tái sinh, rồi là dần dần thì đấy cũng nhớ đến cái thời điểm bắt đầu kiếp sinh thức, tức là cái tâm tục sinh, cũng giống như là minh sát trí. Nhưng mà đến cái từ đầu đến cái giai đoạn này thì được gọi là chuẩn bị của túc mạng trí, tức là từ cái lúc mà nhớ lại cái hành động gần nhất cho đến cái lúc mà bắt đầu được tái sinh ra, thì lúc đấy là cái thời điểm chuẩn bị của túc mạng trí. Rồi sau đó vị đó nhớ lại đến cái thời điểm cận tử của kiếp trước, của kiếp sống trước, thì trong khi mà nhớ lại đến cái thời điểm quá khứ, trong khi nhớ lại thời điểm quá khứ nào ánh sáng bị mờ đi thì vị đó cứ nhập đi nhập lại như vậy. Trong cái lúc mình nhớ về quá khứ đôi khi ánh sáng nó mờ đi, với cái người mới tập thì cứ làm đi làm lại nó ánh sáng trở lại, khi ánh sáng mạnh mẽ trở lại rồi vị đó tiếp tục đi về quá khứ. Thì cho đến khi mà mình nhớ đến thời điểm túc mạng, thời điểm tục sinh thì được gọi là chuẩn bị. Nhưng mà khi mà mình thấy lại được cái thời điểm cận tử của kiếp trước ấy, thì là lúc này bắt đầu cái túc mạng trí nó khởi lên, nó có một cái ý môn hướng tâm, nó khởi lên, nó lấy danh sắc cận tử đấy làm đối tượng, và tiếp theo là nó có những cái tâm chuẩn bị cận hành của thứ truyền tập, và cuối cùng là định an chỉ, và bị đó đắc vào, và một cái tâm nó sẽ chuyển sang một cái nội tâm, từ cái tâm thiền nó chuyển thành cái tâm thông, tức là cái lúc đấy là cái tâm của túc mạng thông nó khởi lên. Từ cái tâm túc mạng thông đấy là cái nó tương đương với tâm tứ thiền, thì từ cái túc mạng thông đấy bắt đầu bị đó cứ thế mà hướng lại cái đời sống quá khứ của mình, bắt đầu vị đó đang ý là mình ở cõi này là cõi nào, sinh ra là ở cái kiếp này là cái kiếp nào, mình có tên là gì, có họ là gì, có cái hình tướng như thế nào, có cái thức ăn như thế nào, cái thọ vui hay là thọ khổ hay thọ nạn, tuổi thọ được bao nhiêu. Mình muốn quan sát những cái nét chi tiết thì mình cứ vậy mà tác ý đến những nét chi tiết, là mình cứ tác ý xong là đời sống quá khứ đấy mình sinh ra ở đâu, ví dụ như là kiếp sống quá khứ trước mình tác ý là mình sinh ra ở châu Âu hay là châu Á, mình là người Pháp hay là người Mỹ hay là người Tàu hay là người Việt, thì lúc đấy là mình muốn quan sát cái gì thì mình quan sát, lúc đấy mình là đàn ông hay là đàn bà, lúc đấy thì mình lúc đấy là mình sẽ thấy nó có nhiều cái nó không như mình tưởng ở cái kiếp sống này. Là mình làm cái nghề nghiệp gì, lúc đấy mình có bao nhiêu đứa con, làm tất cả những cái
cái gì đấy, lúc đấy mình cứ vậy thoải mái, mình nhớ lại, muốn nhớ lại cái gì thì nhớ. Thì đấy là cái lúc mà cái túc mạng trí nó khởi lên, thì bây giờ mình muốn nhớ đến cái gì thì mình sẽ nhớ lại được cái đó. Đấy là một kiếp, rồi là muốn nhớ đến kiếp sống thứ hai thì mình sẽ nhớ cái kiếp sống thứ hai. Có thể là có những kiếp sống mình sinh lên có thiên giới chẳng hạn, mình muốn biết là ở chư thiên giới thì nó có như thế nào, nó khác với cái sống ở nhân gian là như thế nào, hay mình ở đâu, mình sẽ thấy cái mình muốn biết là chư thiên người ta ở cái ngôi nhà của chư thiên nó có giống cái nhà của nhân gian này không, thì nó khác nhau. Mình thấy là nhà chư thiên người ta ở toàn bằng những cái ngôi nhà bằng vàng, nhà của chư thiên giống như là cái nầu mà có cái vị phạm thiên mình đang thờ ấy, nầu vậy nhưng mà bằng vàng to, rất là to lớn. Có đi chư thiên thì có nhà bằng bạc, cái phước mà lớn thì cái nhà bằng châu báu, phước mà mỏng thì nhà bằng bạc hoặc là bằng pha lê, hoặc là bằng ngọc, bằng rất nhiều cái những cái quý báu đấy. Mình thấy quần áo chư thiên thì mặc cái gì, chư thiên ăn cái gì, chư thiên thường hay làm cái gì, có phải đi cày đi cuốc đi buôn đi bán như ở dưới nhân gian này không. Lúc đấy mình muốn thấy cái gì thì mình quan sát cái đấy, mình sẽ thấy nó khác, nó không giống với nhân gian. Còn mình đi lùi một chút nữa, mình có thể có những cái kiếp mình thấy mình dưới địa ngục. Địa ngục thì mình thấy là địa ngục nó như thế nào, thọ vào cái địa ngục đấy là mình bị đốt hay là bị chém, hay nó có đau đớn không, nó có nóng bỏng không, và lúc đấy cái tâm trạng mình nó làm sao. Thì đấy là mình sẽ nhớ lại được cả kiếp sống quá khứ của mình, cả những cái nét đại cương và chi tiết như vậy. Thì có những người thì nhớ lại được rất rất nhiều kiếp cuộc sống quá khứ. Có một cái vị đệ tử của Đức Phật mà được gọi là có túc mạng trí đệ nhất về túc mạng trí, thì một đêm vị đó ngồi vị đó sẽ có thể quan sát được 500 kiếp trong một đêm. Một đêm mà thấy được 500 kiếp quá khứ luôn, quan sát được nhiều như thế. Nhưng mà không bao giờ vì đó có thể thấy được các kiếp sống quá khứ cuối cùng. Vì đó có thể thấy được mỗi đêm 500 kiếp, vì đó có thể ngồi 10 đêm, 100 đêm, 1 năm, 10 năm, 20 năm vậy. Vì đó cũng không bao giờ thấy lại được những kiếp sống quá khứ cuối cùng của mình. Nên là các cái kiếp quá khứ của mình nó nhiều lắm, nhiều vô tận, nhiều vô biên, rất nhiều đời, nhiều kiếp đã quá khứ đã từng trôi qua. Và lúc đấy thì cái người nào mà phát triển được cái túc mạng trí rồi thì lúc đấy mình mới thấy coi nhẹ cái cuộc sống ở thế gian này. Cái đời sống này nó chỉ là một cái hạt bụi miti trong cả một cái quả địa cầu to lớn này, tức là các cái kiếp sống quá khứ nó nhiều như vậy. Cho nên là đôi khi trong kinh Đức Phật nói rằng là nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển. Nước mắt mà nhiều hơn nước biển, đây là nói là nước mắt của một người ấy, mà nhiều hơn nước biển. Đây là nói là bây giờ đã từng than khóc những người thân, mình đã từng than khóc khi mình bị áp bức, bị đánh đập, thì những cái nước mắt ở trong những cái kiếp sống quá khứ mà mình đã từng gặp đau khổ mà tích lũy ra thì còn nhiều hơn nước biển. Nhưng bây giờ lấy tất cả chúng sinh ở trên thế gian này, cho tất cả chúng sinh mà khóc thì liệu được bao nhiêu nước mắt mình dồn tất cả những chúng sinh ở hiện tại đấy, ở khắp thế gian này, và mỗi người lại khóc, mỗi người nào cũng phải khóc, rồi sau đó tích lũy những cái nước mắt lại thì nó được bao nhiêu nước mắt, được khoảng một ao nước mắt nó chỉ được khoảng một cái số lượng nước mắt rất là ít thôi, không có nhiều. Mỗi người thì được một tí teo này, được một giọt này. Ai khóc nhiều lắm chắc được một cốc. Thế mà Đức Phật bảo là nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển. Nhưng mà bây giờ nước mắt của một người mà trong những kiếp quá khứ cộng lại là bằng nước biển, thì chứng tỏ rằng là cái mình đã sinh ra ở mình, những cái đời kiếp quá khứ của mình còn nhiều hơn tất cả những chúng sinh trên thế gian này cộng lại. Ví dụ như bây giờ trên thế gian này có bao nhiêu chúng sinh, ví dụ như là thế gian mà chỉ nói về mỗi con loài người không thôi, bây giờ có khoảng 6 tỷ người thôi, bây giờ mà cộng 6 tỷ người lại và mỗi người khóc một tí
À, mỗi người khóc lấy một bát nước mắt thôi. Thì đến 6 tỷ bát nước mắt thì nó có bằng một con sông không? Nhưng mà mình bây giờ cộng nước mắt của một người ở trong tất cả các kiếp quá khứ nặng thì nước mắt đấy bằng một cái biển lớn. Thì những kiếp quá khứ của mình sẽ nhiều hơn cái con số là 6 tỷ. Thậm chí là 60 tỷ, 600 tỷ, 6 nghìn tỷ, 6 triệu tỷ, 6 tỷ tỷ kiếp quá khứ. À, cũng chưa hết, cái kiếp quá khứ của mình còn nhiều hơn số nước đấy. Nhiều hơn số nước đấy rất rất nhiều lần. Đã sinh tử nó lâu như thế, nó dài như thế, nó nhiều như thế, sinh tử nhiều như thế rồi thấy chán lắm. Bây giờ mình đang ước mơ là cái gì? Ước mơ là mình là một cái người phải có nhiều tài sản, phải có nhiều danh vọng, phải có nhiều quyền lực, phải được hưởng thụ tất cả những cái niềm vui ở trên đời này. Thì bây giờ mình thử đi tìm lại những kiếp quá khứ mình đã từng được hưởng cái niềm vui xem. Mình có thể thấy mình đã từng làm vua ở cõi người này, mình đã từng làm vua chuyển luân vương này, làm chủ cả bốn châu thiên hạ. Có những khi mình đã từng làm vua cả cõi trời, tam thập tam thiên tới 36 triệu năm rồi. Có 25 triệu thiên nữ ở vây quanh rồi. Đã chán chưa? Nên lúc đấy mình sẽ đi tìm lại những cái mà mình đã, cái danh vọng ở trong quá khứ ấy. Thì mình sẽ so sánh lại với lại cái danh vọng ở hiện tại này. À, tại sao một cái kiếp người ngắn ngủi thế này mà suốt ngày mình phải vật vã, mình phải năn nộ, mình phải tốn nhiều thời gian công sức để đi tìm cầu những cái nó quá là nhỏ nhặt, những cái danh vọng quá là tầm thường. Thì cái người mà phát triển túc mạng trí thì sẽ thấy đời là quá nhỏ bé so với những cái dòng sinh tử là vô biên bất tận như vậy. Thế thì cái người có túc mạng trí nhớ là được một đời, hai đời là được tính từ cái thời điểm tục sinh tới cái thời điểm cận tử. À, thì đấy được gọi là một đời, hoặc là hai đời, hoặc 10 đời, 20 đời. Còn có những cái, nếu như vị đó muốn thì vị đó có thể nhớ lại nhiều thành kiếp, nhiều ngoại kiếp, nhiều thành và ngoại kiếp. Tức là vị nó có thể nhớ được cả đến cái giai đoạn mà cái trái đất này nó hủy hoại ra làm sao, nó hình thành ra làm sao. Tại vì nó có thể không những nhớ được cái đời kiếp của mình mà còn nhớ lại được nhiều đời nhiều kiếp của cái trái đất này, của cái quả địa cầu này. Không phải là cái thân mình nó có cái sinh tử rồi, mà cái quả địa cầu này nó có sinh tử, nó có nhiều kiếp sống, nó có nhiều kiếp nó sinh ra, nhiều kiếp nó diệt đi. Thì vì nó có thể nhớ lại các cái thành kiếp ngoại kiếp này bằng các cái cách sống như thế này. Trước tiên là vì nó hiểu về, bây giờ vì nó muốn thấy được các thành kiếp ngoại kiếp. Thì vì nó hiểu về các cái thành kiếp ngoại kiếp, nó có ba cái sự ngoại kiếp: kiếp ngoại do nước, kiếp ngoại do lửa và kiếp ngoại do gió. Đấy, khi mà kiếp ngoại do lửa thì tất cả những gì ở dưới cõi quang âm thiên đều bị tiêu hủy. Kiếp ở cái kiếp trái đất này nó mà ngoại do lửa thì nó sẽ cháy hết cái cõi nhân gian này, bắt đầu là cháy đến cái cõi tứ đại thiên vương, cháy lên cõi đao lợi thiên, cháy lên cõi dạ ma thiên, hóa là thiên tha hóa tự tại thiên, bắt đầu là cháy lên đến tận cõi sơ thiền. Tất cả chúng sinh ở dục giới và cõi sắc giới sơ thiền thì bị thiêu cháy hết. Đấy là kiếp ngoại do lửa. Khi mà kiếp ngoại do nước thì là nó thiêu hủy hết tất cả chúng sinh ở cõi nhân gian này, nên đến cõi nhị thiền. Khi mà kiếp ngoại do gió thì nó sẽ thiêu hủy hết tất cả những gì ở cái cõi dục giới này cho đến cõi tam thiền, chỉ còn cõi tứ thiền tồn tại. Riêng cõi tứ thiền là không bao giờ bị hủy hoại. Còn tất cả các cái cõi khác đều bị hủy hoại hết. Nên là người nào mà muốn ăn vui tự tại thì phải đắc đến tứ thiền rồi sinh về cõi quảng quả thiên thì mới chắc ăn, là đến lúc mà là cái trái này, đến lúc mà đến cái thời ngoại kiếp này nó không có bị thiêu hủy. Còn lại đến sinh lên cõi trời mà đến cái thời ngoại kiếp cũng hủy hết, cũng diệt hết. Không chỉ có một thế giới này bị hoại mà tất cả thế giới hệ cũng bị tan hoại, và cái phạm vi là bằng một trong ba cõi Phật bị tan hoại. Trong ba cõi Phật ở đây được muốn nói rằng là cái cõi Phật là cái năng lực của Phật có thể hướng đến. Ví dụ như là khi Đức Phật đản sinh thì là 10.000 thế giới rung động. Đấy là cái oai lực khi Đức Phật đản sinh, là 10 cái thế giới này rung động và 10.000 thế giới hệ ở xung quanh rung động.
Khi mà Đức Phật cái phạm vi thẩm quyền, tức là những cái kinh bảo hộ có hiệu lực trong 100 triệu thế giới, các cái bài kinh Barita, cái bài kinh Barita, các cái kinh bảo hộ mà mình tụng buổi chiều hàng ngày, thì nó có cái oai lực, có cái hiệu lực trong 100 triệu thế giới. Và cái phạm vi trí tuệ thì vô lượng thế giới, không có giới hạn. Vậy cái thời hoại kiếp này nó sẽ bị hoại diệt đến cái phạm vi thẩm quyền, tức là 100 triệu thế giới hết đều bị hoại diệt một lúc. Không phải là một cái thế giới này, không phải là một cái trái đất của mình hoại, mà 100 triệu trái đất khác, 100 triệu thế giới hệ khác. Mỗi một thế giới nó có 31 cõi, từ cái cõi địa ngục đến cõi phi tưởng thiên vi tưởng chứ. Thì có 100 triệu thế giới như vậy cùng hủy hoại trong một thời điểm. Và khi tái lập thì cả 100 triệu thế giới hệ này cùng tái lập một lúc. Vậy thì cái lúc đấy mà cái thế gian này nó bốc cháy thì bốc cháy khủng khiếp lắm. Nó không phải là một cái quả địa cầu thì nó bốc cháy đâu, mà 100 triệu quả địa cầu cùng bốc cháy một lúc thôi. 100 triệu thế giới hết nó cùng bốc cháy một lúc. Lúc đấy thì nhìn cái bầu trời thì ngút ngàn biển lửa. Nên lúc đấy thì có các vị ở trên cõi trời Phạm Thiên nhìn xuống biển lửa mới khủng khiếp. Giống như là bây giờ mình nhìn vào một cái biển lửa mà có 100 triệu con côn trùng nó đang bị bốc cháy một cái trăm. Thấy nó bình thường. Có cái thời mà ngoại kiếp do lửa là thì bắt đầu là có cái sự báo hiệu này. Có một đám mây lớn xuất hiện báo hiệu thời ngoại kiếp. Đám mây lớn này khủng khiếp lắm. Ngày bắt đầu tiếp theo là một trận mưa lớn nổi lên ở 100 triệu thế giới hết. Lúc đấy khắp cả 100 triệu thế giới cùng có một trận mưa chung. Ngày sau một trận mưa đấy bắt đầu cây cỏ bắt đầu mọc lên. Mọi người đem hạt giống lên gieo. Thì cả hạt giống nó vừa mới nảy mầm một cái thì trời tắt lắm mưa luôn, không còn mưa nữa. Suốt một thời gian dài nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm như vậy trời không mưa. Trời không mưa thì đương nhiên là phải hạn hán. Hạn hán bắt đầu khô, trời bắt đầu khô cằn nước, xong bắt đầu giảm dần, nước cạn khô, muôn loài bắt đầu chết từ từ, chết dần dần. Cho đến khi mà tất cả muôn loài chết hết thì bắt đầu tất cả sinh về khỏi Phạm Thiên hết. Trời xuất hiện như vậy, các cái một mặt trời, xong dần dần xuất hiện hai mặt trời, xuất hiện ba mặt trời, xuất hiện bốn mặt trời, xuất hiện năm mặt trời, sáu mặt trời, bảy mặt trời. Bảy mặt trời xuất hiện thì trái đất này mới bốc cháy thành lửa, bắt đầu thiêu đuối hết, không còn một cái vật chất gì hết. Nhưng mà hỏi là những người đắc thiền mới sinh Phạm Thiên giới, tại sao muôn loài có thể sinh về Phạm Thiên giới ở cái lúc này? Thì tất cả chúng sinh vì cái cõi dục giới này cháy hết, bốc cháy hết, cả cõi nhân gian cho đến cõi trời bốc cháy hết, thì tất cả đều sinh về cõi Phạm Thiên giới. Nhưng mà tại sao lại sinh về Phạm Thiên giới được? Vì Phạm Thiên giới chỉ có những ai đắc thiền mới sinh được. Vậy thì lúc này có phải ai đắc thiền hết không? Thì cách 100.000 năm trước, khi mà thế giới này bị hoại diệt, thì chư thiên bắt đầu đi khắp nhân gian và thông báo. Có những vị chư thiên bắt đầu đi xuống nhân gian, đầu bù tóc rối, tay quẹt mồ hôi, mắt nước mắt nhễ nhại, thưa bà con cô bác, 100.000 năm nữa sẽ đến thời kỳ hoại kiếp. Vậy thì bây giờ tất cả thế gian này bị thiêu hủy hết, mà con hãy tu tập tâm từ bi hỷ xả, hãy hiếu thuận với mẹ cha, hãy tôn kính các bậc trưởng thượng đi. Thế là lúc đấy là các vị chư thiên bắt đầu đi thông báo như vậy. Và những cái điểm mở của cái thời hoại kiếp nó đã sinh khởi. Rất nhiều nhà tiên tri đã biết trước điều này, cho nên tất cả mọi người đều tin tưởng hết. Khi mà chư thiên đi thông báo như thế này thì khắp nhân loại này ai cũng có cái niềm tin. Và lúc đấy bắt đầu mọi người sống một cái cách gấp rút hơn. Và khi loài người và chư thiên trên mặt đất nghe lời ấy thì phần lớn đều tràn ngập một cái ý thức khẩn trương luôn, sống tử tế với nhau, làm các công đức, nên khi chết sinh về thiên giới. Và khi lúc cái thời điểm này người ta có tu đắc thiền đó, cái thời điểm mà chuẩn bị gần hoại kiếp này là bắt đầu nghèo, những cái nạn đói khác bắt đầu có sinh khởi. Vì lúc đấy là trời là khô cằn nắng hạn, mà lương thực cạn kiệt hết, người chết thì đầy, người chết rất là nhiều, cây cối thì cũng chết khô hết, muôn loài chết hết, cho nên là thức ăn khan hiếm, không ai tu đắc thiền được hết. Ở cái thời điểm này rất khó có ai mà tu đắc thiền được,
Cho nên cái thời này người ta sẽ làm việc thiện, người ta chỉ sống làm việc thiện thôi. Và khi chết sinh về cõi trời, về các cõi thiên giới. Ở cái cõi thiên giới này họ ăn thức ăn của chư thiên, họ mới tu đắc thiền. Tất cả các cái loài vật khác cũng sinh về thiên giới, rồi là trở thành các vị chư thiên. Rồi lúc đấy có các cái vị thiền hướng dẫn dạy thiền ở trên chư thiên ấy, dạy cho tu tập các cái ca sinh đá và tu chứng đắc các cái đề mục thiền định, mà biện các hầu hết chúng sinh sinh về phạm thiên giới ở cái thời kỳ hoại kiếp này. Thế rồi ở nhân gian này mặt cái sự khô cằn hạn hán xuất hiện như vậy, trải qua một thời gian dài không có mưa thì mặt trời thứ hai bắt đầu xuất hiện. Hai mặt trời luôn phiên nhau chiếu sáng suốt ngày đêm, nước các con sông bắt đầu khô cạn dần dần này. Từ cái lúc mà nó tắt cái trận mưa báo hiệu thời hoại kiếp đến, là không có mưa một thời gian dài, hàng trăm năm không có mưa rồi. Rồi đến một cái giai đoạn lại xuất hiện thêm một mặt trời thứ hai. Thì khi mà đã có mặt trời thứ hai rồi thì không còn ngày đêm nữa. Hai mặt trời này luôn phiên nhau, luôn phiên nhau để tỏa chiếu ở trên cái quả địa cầu, trên thế gian này. Cái mặt trời của tự nhiên và một cái mặt trời hoại kiếp. Cái mặt trời thứ hai gọi là mặt trời hoại kiếp. Cái mặt trời hoại kiếp ấy mà nó mà xuất hiện thì cái sức nóng của nó còn khủng khiếp hơn cái mặt trời thường. Bầu trời trắng sáng như bạc, không có một cái đám mây nào. Và trải qua một thời gian dài sau rồi mặt trời thứ ba xuất hiện thì nước các con sông bắt đầu khô cạn. Rồi sau một thời gian nữa thì mặt trời thứ tư xuất hiện thì tất cả các con sông lớn đều hết nước. Đến sau một thời gian nữa mặt trời thứ năm xuất hiện thì biển lớn bắt đầu cạn kiệt. Khi mà mặt trời thứ năm xuất hiện thì là bắt đầu biển cũng khô cạn. Một thời gian sau nữa mặt trời thứ sáu xuất hiện thì toàn thế giới là hơi nóng. Thì là lúc này không còn sự sống nữa. Ở thế gian là hết sự sống nữa. Không còn một giọt nước, là bắt đầu chỉ bốc hơi nóng. Rồi một thời gian sau mặt trời thứ bảy xuất hiện thì thế gian 100.000 triệu thế giới này bắt đầu đều bốc cháy. Quả địa cầu này nó chỉ là một giống như là một cái cục than thôi. 100 triệu thế giới hết bắt đầu bốc cháy một bụi như vậy. Ngay cả đến những chúng sinh ở trong địa ngục A Tỳ, ở trong các cái tầng địa ngục thấp nhất là địa ngục A Tỳ cũng phải đến lúc này bắt đầu mới thoát được. Những chúng sinh mà trong các cái địa ngục, các cái tầng địa ngục thấp hơn ấy, thì người ta chết sớm hơn. Còn chúng sinh ở trong địa ngục A Tỳ phải chờ đến mặt trời thứ bảy để xuất hiện, bắt đầu mới cái tái đất này bắt đầu bốc cháy lên này. Ngay cả địa ngục cũng tan thành tro bụi hết. Thì chúng sinh ở trong địa ngục A Tỳ cũng bắt đầu sinh về thiên giới và nhanh chóng tu tập thiền định rồi lại sinh về phàm thiên luôn. Thì từ cõi nhân gian nửa bốc cháy đến cõi tứ đại thiên vương, rồi bắt đầu bốc cháy lên các cõi trời đau đớn, cứ từ từ như thế bốc cháy lên đến cõi sơ thiền. Nếu cái thời hủy hoại bằng nửa thì sẽ cháy hết đến cõi sơ thiền. Nửa chỉ tắt khi tất cả các pháp hữu vi được thiêu hủy hết và không để sót lại dù một chút cho tàn nào hết. Còn một chút bụi nào đấy, còn một chút bụi trần nào thì nửa chưa tắt. Chỉ khi nào không còn bất cứ một cái pháp hữu vi nào, một chút cho tàn, nửa bốc cháy hết, giống như là mình đốt xăng dầu bốc cháy hết, nó không để lại cái than gì hết. Thì khắp cả thế gian lúc đấy vẫn bốc cháy và biến mất, không còn một cái gì tồn tại nữa. Và trải qua một thời gian dài, không gian chỉ là một màn đêm u ám bao la, không còn một cái gì nữa. Không phải nó bốc cháy mà còn lại đống tro như mình đi thiêu, mang xác người đi thiêu còn lại đống tro trên lửa mà bốc cháy thì hết. Cái quả địa cầu bắt đầu mới cháy, đang cháy dần dần, cháy hơn tí nữa này. Từ bốc cháy rồi cháy lan ra này. 100 triệu thế giới đều bốc cháy như thế này hết này. Thế giới khác cũng bốc cháy, ngọn lửa ngùi ngụt cháy tiếp.
cái niệm các cõi trời cái hết luôn, cái không còn để lại một chút dư tàn nào hết. Một thời gian dài khi mà tất cả bốc cháy hết rồi, chỉ còn lại một màn đêm u tối bão na rồi. Thì đến bắt đầu đến cái thời kỳ thành kiếp bắt đầu là xuất hiện này, thời kỳ bắt đầu là trái đất thế giới lại hình thành trở lại. Sau đó vào cuối một cái thời gian dài và một đám mây lớn lại từ từ xuất hiện, một đám mây lớn xuất hiện trên bầu trời và bắt đầu có mưa. Lúc đầu mưa hạt nhỏ, sau đó mưa lớn dần và từ từ mưa bằng cụm sen, để là mưa lớn lên bằng cây dừa và lớn như những cái ngọn thác, chút nước xuống, cứ chút nước xuống cái bầu không gian u tối bao la. Mưa chút nước xuống tất cả những vùng đã bị tiêu hủy trong 100.000 triệu thế giới hết. Mưa chút nước thì vẫn dưới sức ép của gió bắt đầu nước kết tụ lại thành một cái khối khổng lồ. Cái lúc mà bắt đầu hình thành thế giới hình thành, lúc đấy là được hình thành đầu tiên là được được hình thành bởi nước. Lúc đấy nó chỉ khắp cả thế giới này, chỉ là một nó chỉ giống như một giọt nước ấy, nhưng nó là một giọt nước khổng lồ, giống như là một cái giọt nước kết tụ ở trên lá sen ấy, một cái giọt nước khổng lồ đang bay ở trên nhưng nó cứ bay lơ lửng ở trong không gian vô tận như vậy. Sau là cái nước bắt đầu là kết tụ lại, cái dưới sức ép của gió nước kết tụ lại, rồi nước dần dần nó hạ xuống, nước dần dần từ trên cao hạ xuống, và nước cứ hạ xuống đến đâu thì các cái cõi mà đã bị tiêu hủy được hình thành trở lại đến đấy. Thì bắt đầu từ cõi Phạm Thiên xuất hiện đầu tiên, cái cõi sơ thiền và bị tiêu hủy cuối cùng thì sẽ xuất hiện, thì khi mà hình thành lại được hình thành đầu tiên, rồi là đến các cõi trời, ở các cái cõi trời dục giới cứ lần lượt nước cứ rút xuống đến đâu thì các cái cõi thiên giới đấy hình thành trở lại, các cõi thiên giới cứ từ từ hình thành trở lại. Khi nước giảm đến cái mức độ cuối cùng thì bắt đầu mặt đất mới xuất hiện. Thế thì khi mà các cái cõi kia mà xuất hiện một cái thì là các cái chúng sinh ở cái cõi Phạm Thiên này hết tuổi thọ, bắt đầu người ta hóa sinh về đây. Cõi Phạm Thiên cao hơn người ta chết, người ta sinh về cõi Phạm Thiên thấp đấy, rồi người ta chết người ta sinh về các cõi chư thiên, rồi cõi chư thiên bắt đầu là xuất hiện bằng cái sự hóa sinh. Sau đó bắt đầu đến cõi trời, đến cõi trái đất bắt đầu xuất hiện cuối cùng. Trái đất là trái đầu tiên, nhưng mà khi mà hình thành thì là hình thành sau cùng. Cho nên trái đất rất là thiệt thòi. Lúc đầu thì ở trái đất này có màu mùi vị và sủi bọt như bánh trong, như là bánh ở trong nồi cơm mới cạn. Trái đất lúc đầu nó xuất hiện nó chưa được đẹp thế này đâu, vẫn còn sủi bọt ở trên ấy. Và nó có màu, có mùi rất là thơm. Xuất hiện chưa có cỏ cây hoa lá gì hết. Nhưng mà lúc đấy bắt đầu là cái sự nó sủi bọt ấy, giống như là nước mà, vì nước nó sủi bọt mà. Thỉnh thoảng cái cơn sóng gió thổi một cái làm cho nước nó dồ lên một cái, làm cho những cái chất lỏng lúc đầu ấy, thì cái trái đất nó còn là chất lỏng, bắt đầu nó bị dồn vào một cái, nó tạo thành những dãy núi vậy, giống như là cái nồi cơm mà nó mới sôi ấy, nên là nó có những cái bong bóng phồng lên. Thế cái chỗ nào mà nồi lên thì là núi, chỗ nào lõm xuống thì là biển, mà chỗ nào không nồi không lõm thì là đồng bằng. Vậy là khỏi thắc mắc là tại sao nó lại có biển có núi ha. Núi trong và biển là nó hình thành là như vậy, hình thành là nước, có phải là do nước không? Thế cho nên là bây giờ mình bảo tại sao ai tạo ra núi nhỉ, ai tạo ra biển mà đẹp thế nhỉ? Thế nước tạo ra hết, do nước này, do sóng nó đánh, cho nên là có những cái dãy núi nó có những đợt sóng. Chào vậy. Bắt đầu những cái chúng sinh từ cõi Phạm Thiên đã hết phước thọ mạng, đã hết, bắt đầu sinh xuống cõi nhân gian. Thì lúc đầu có thân thể hào quang, du hành trong hư không và nuôi sống bằng ý. Cái lúc đầu người ta sinh xuống cái cõi nhân gian này thì người ta chưa có cái thân như thân người đâu, mà thân của họ giống như thân chư thiên ấy. Có ánh sáng, có hào quang như vậy, mà người ta chẳng cần ăn uống gì hết, người ta cứ bay đi bay lại, chẳng cần nhà cửa gì hết. Nó cứ bay lượn lờ trên mặt đất, cứ đi ngắm đất đẹp quá, đi ngửi đất thơm quá,
Cuối cùng bạn thử nếm xem là đất có vị gì. Cuối cùng nếm vị đất một cái thì thấy đất ngon, nó ngọt như mật ong, ngọt mịn như mật ong. Thế là lúc đấy là sinh ra lòng tham, một cái là ánh sáng trên người biến mất, và cái thần túc bay cũng biến mất, rơi về chúng đất luôn, không bay lên được nữa. Do cái lòng tham nó khởi lên, mất hết thần túc luôn. Bầu trời bắt đầu là tối tăm trở lại, và cái lúc đầu mặt trời chưa xuất hiện rồi. Thế nhưng mà trời rất là sáng, bởi vì do cái ánh sáng ở trên thân thể các chúng sinh nó xuất hiện. Thì khi mà chúng sinh mà ăn đất thì khởi lên lòng tham, thì bắt đầu sinh trở lại làm những cái loại ở nhân gian này. Bắt đầu do cái lòng tham đấy nó sinh ra, bắt đầu nó sinh ra đủ các cái hình thù kỳ quái. Người thì đẹp, người thì xấu, người như con bò, người như con trâu, người như con lợn, người như con gà. Lúc đấy là bắt đầu chúng sinh bắt đầu hình thành ở thế gian là vậy. Thế nó bắt đầu đi khen chê nhau. Lúc đấy mà mặt trời biến mất thì chúng sinh bắt đầu mới xuất hiện. Mặt trời chúng sinh sợ hãi, ước muốn, mong muốn là có ánh sáng xuất hiện, thì lúc đấy mặt trời xuất hiện. Mặt trời xuất hiện thì được ban ngày ban đêm mới biến mất, thì lúc đấy họ lại sợ hãi, rồi họ khởi lên cái ước muốn làm sao có ánh sáng trở lại, thì lúc đấy mặt trăng xuất hiện. Từ đó có ngày và đêm, và có tháng và năm. Vào ngày mặt trời mặt trăng xuất hiện thì núi Tu Di, núi Tuyết Sơn cũng xuất hiện. Còn trái đất nó xuất hiện, lúc đầu nó giống như nồi cơm vừa cạn nước, sủi bọt, chỗ cao, chỗ thấp, chỗ bằng. Chỗ cao là núi, chỗ thấp là biển, chỗ bằng là đồng bằng. Lúc đầu chúng sinh lấy đất làm thức ăn, một số có sắc đẹp, một số có sắc xấu. Người đẹp lại trở nên ngã mạn, khinh thường người xấu. Do vậy, do cái sự khinh thường ấy, mùi của đất nó biến mất, mùi vị của đất nó biến mất, do cái lòng ngã mạn. Bởi vì nó có cái người có phước ở trong quá khứ nhiều thì đời này người ta rất là đẹp, còn cái người nào mà cái phước nó ít thì người ta có cái hình thù nó rất là xấu xí, cho nên là họ cái người đẹp bắt đầu sinh ra ngã mạn, coi thường người xấu. Nên người xấu thì bị coi thường thì sinh ra cái tâm sân hận khó chịu. Thì lúc đấy do cái phiền não của chúng sinh khởi lên thì cái mùi vị của đất biến mất, rồi mặt đất ấy mọc lên một thứ nấm, chúng sinh ăn nấm đấy, rồi lại vẫn sinh ra cái người đẹp người xấu như vậy, họ vẫn khen chê với nhau vậy. Bắt đầu nấm biến mất, một cái loại cây neo mọc lên, chúng sinh ăn cây neo đấy, rồi vẫn khởi lên cái sự khen chê yêu ghét như vậy, cái ngã mạn như vậy, cứ khen mình chê người. Rồi là cây neo nó biến mất, bắt đầu mới mọc lên một thứ lúa. Thứ lúa lúc đầu tiên thì không có chấu, không có cám, thơm ngon, sạch sẽ. Chúng sinh lấy gạo đó để lên tảng đá này lửa, tự nhiên nó xuất hiện, nó nấu chín thành cơm. Lúc đầu ấy, lúc đầu là cuộc sống nó sung sướng, nó không khổ như bây giờ. Lúc đấy cái thức ăn nó rất là ngon, ăn đất cũng ngon, đầy đủ dinh dưỡng. Mà cái lúc mà ăn đất đấy là không có tiêu hóa, không có phải đi vệ sinh như bây giờ. Khi mà ăn nấm này, ăn cây neo này, ăn cơm cái lúc đầu ấy thì là cũng không có phải đi vệ sinh, ăn vào tự động nó tiêu hóa hết. Nấm nó mọc chít chít này, cái thế gian này cứ vậy ăn, bắt đầu cây cối dần dần mọc lên. Là chúng sinh ăn cơm vào trong bụng một cái thì bắt đầu là phân và nước tiểu xuất hiện. Cái lúc đầu ăn mấy thứ kia là không có phân nước tiểu gì hết. Thì lúc mà chưa có phân nước tiểu thì người bắt đầu chưa có cái bộ phận đại tiểu tiện gì hết. Thế mà lúc đó là bắt đầu ăn cơm là một cái là bắt đầu là sinh ra phân, nước tiểu này bắt đầu người ở trên người bắt đầu nó mới nở toét ra, toét ra một cái lỗ ở dưới để nó bài tiết ra, bài tiết ra ngoài. Thì cũng lúc đấy bắt đầu mới xuất hiện nam căn và nữ căn. Lúc đầu ấy không có đàn ông đàn bà được, không có người nam cũng người nữ. Rồi bắt đầu đàn ông ưa thích đàn bà ưa thích đàn ông, rồi bắt đầu mới sinh ra cái hành động dâm dục. Vì cái mục đích che đậy cái hành động xấu hổ ấy nên họ làm nhà cửa để chung sống với nhau, bắt đầu mới sinh ra vợ chồng. Còn đến lúc đầu ấy, lúc đầu thì họ ấy chưa biết xấu hổ ấy, làm cái việc đấy bậy bạ, thế là bị những người khác người ta chỉ trích mắng mỹ nhiễm, thế là họ mới rủ nhau đi làm cái nhà cửa để che đậy cái việc đó. Thì bắt đầu sống với nhau, bắt đầu thành vợ chồng, bắt đầu sinh con đẻ cái từ đấy. Khi ở trong nhà cửa rồi thì họ bắt đầu trở nên lười biếng,
bắt đầu ở với nhau là lười, ở nên lười biếng, bắt đầu người đi lấy gạo về tích trữ, bắt đầu sinh ra cái hành động tích trữ để ăn dần dần. Thì mà khi ra mà khởi lên cái hành động là tích trữ đồ ăn như vậy một cái thì là cái gạo không chấu biến mất, và bắt đầu gạo nó biến thành chấu, nó bọc lại, nó biến thành chấu, nó bọc lại và nó cũng không tự mọc như trước nữa. Bắt đầu lấy về ăn bao nhiêu là hết. Thì lúc đấy bắt đầu bị đói bụng quá mà thôi phải ăn ít thôi để chừa lại một ít để đi trồng. Thì bắt đầu lúc đấy nó khổ vậy. Từ lúc này thì là khổ, bắt đầu phải đi cày, đi cấy, đi trồng, trọt, bắt đầu mới có cái để ăn. Rồi bắt đầu lấy gạo về, bắt đầu phải xay, phải giã, bắt đầu phải đun, phải nấu, bắt đầu mới có cái để ăn. Rồi cái lòng tham bắt đầu lại khởi lên tiếp, người này bắt đầu lấy trộm của người kia. Lúc đầu ấy người ta làm xong người ta không cần phải coi đâu. Thì lúc đầu con người chưa có cái lòng gian tham mà. Ai làm thì người đã hưởng. Nhưng mà cái lúc này bắt đầu cái lòng tham nó khởi lên để đi làm vất vả. Có cái người thì không muốn làm mà muốn ăn. Thì thấy lúa của người khác thì lấy về để dùng. Thế bắt đầu sinh ra đánh nhau, chửi nhau. Lúc này bắt đầu sinh ra đánh lộn, chửi cãi, cọ nhau đấy. Thế là nhiều lần đánh nhau, chửi nhau như vậy khởi lên. Rồi bắt đầu người ta bắt đầu cái hội họp lại, bầu lên một cái người hiền trí nhất trong loài người đứng ra làm vua, và phân xử mọi sự tranh chấp và cai quản bảo vệ những người tốt, trừng phạt người xấu. Thế người này được những người khác cung cấp một phần lương thực của mình gọi là nộp thuế, và từ đó hình thành nên các tầng lớp xã hội. Và cái tầng lớp xã hội sẽ cứ vậy là tồn tại cho đến bây giờ. Cho đến bây giờ nó vẫn còn đang ở trong cái giai đoạn này. Giai đoạn mà gọi là cái trái đất này mà trụ đang thời kỳ trái đất này an trụ. Thời gian từ một khi đám mây lớn xuất hiện cho đến khi tất cả các pháp hữu vi đều bị thiêu hủy hết, đó được gọi là thời hoại kiếp. Bây giờ đã đến thời hoại kiếp rồi. Đám mây chưa xuất hiện, chưa có ai thông báo. Thời gian từ khi đám mây xuất hiện và báo hiệu thời phục sinh cho đến khi mặt trời, mặt trăng xuất hiện được gọi là thời thành kiếp. Mây lớn xuất hiện báo cái hiệu thời phục sinh cho đến lúc mà mặt trời, mặt trăng xuất hiện thì đó là được gọi là cái thời mà trái đất bắt đầu hình thành. Và bây giờ cũng là trong cái thời thành kiếp, hay là cũng gọi là cái thời trụ kiếp, cái thời mà trái đất, cái thời mà kiếp của mình nó đang ở trong cái thời kỳ yên ổn. Một lần thế giới trải qua sự hoại diệt và hình thành như vậy thì được gọi là một đại kiếp. Nên cho nên là trong kinh cứ nói là một đại kiếp, hai đại kiếp, 100.000 đại kiếp. Ví dụ có những Đức Phật là phải tu 4 A Tăng Kỳ Kiếp và 100.000 đại kiếp. Thì 100.000 đại kiếp tức là trải qua 100.000 lần trái đất này sinh diệt như vậy. Thì mỗi một lần, trong mỗi một đại kiếp như vậy thì có vô số kiếp, có những kiếp tăng và kiếp giảm. Kiếp tăng và kiếp giảm, ví dụ như là cái lúc đầu con người mà mới sinh ra thì cái tuổi thọ rất là cao, có thể thọ tới 80.000 tuổi hoặc là 100.000 tuổi, và cái tuổi thọ nó cứ từ từ nó giảm dần xuống, đó, giảm xuống 70.000, 60.000, 40.000, 50.000, 30.000, 20.000, 10.000, rồi dần dần nó giảm xuống tới 1.000, rồi dần dần giảm xuống đến 100 tuổi, rồi dần dần sẽ giảm xuống đến 90 tuổi, 80 tuổi, 70 tuổi, dần dần giảm xuống đến 10 tuổi. Thì cái tuổi thọ của con người mà thấp nhất là 10 tuổi. Và sau khi mà đến cái thời kỳ 10 tuổi rồi thì tuổi nó từ từ lại tăng dần lên. Lại tăng dần lên như vậy cho đến 80.000 tuổi xong lại giảm dần xuống như vậy. Thì trong một cái đại kiếp như vậy thì có rất nhiều lần tăng giảm như vậy. Thời kỳ tuổi thọ tăng lên và thời kỳ tuổi thọ của loài người giảm xuống như vậy. Đấy, cái, ví dụ như là cái thời mà cách đây khoảng 23.000 năm trước ấy, lúc ấy con người sống khoảng 200-300 tuổi là rất là bình thường. Nhưng mà bây giờ mà tìm được ai sống trên 100 tuổi thì rất là khó. Như là bây giờ có người ta học lịch sử Việt Nam, người ta thấy rằng là từ cái thời vua Hùng dựng nước mà trải qua là cách đây 4.000 năm,
tức là 2.000-4.000 năm văn hiến đấy, Việt Nam mình. Thì cái thời Đại Hùng Vương cai trị là có 18 đời, Hùng Vương thứ 18 là đời cuối cùng. Mà sao có 18 ông vương mà ông cai trị tới 2.000 năm? Vậy thì bây giờ tính tuổi thọ của mỗi một ông là mấy trăm tuổi. Thì cái thời ngày xưa cách đây khoảng 4.000 năm trước người ta sống rất là lâu, người ta vẫn còn sống 200-300 năm. 3.000 năm trước người ta còn sống lâu như vậy. Thế thì cách đây khoảng 2.500 năm trước lúc Đức Phật ra đời thì lúc ấy tuổi thọ con người là 100 tuổi. Nhưng mà cũng có người ta có phước lớn, người ta sống tới 120 tuổi, 150 tuổi, thậm chí có người sống tới 200 tuổi thì vẫn còn cái thời đấy. Nhưng mà đến thời bây giờ thì không còn nữa. Thời bây giờ thì cứ mỗi 100 năm thì là tuổi thọ con người giảm đi 1 tuổi. Thì 1.000 năm tuổi thọ sẽ giảm đi 10 tuổi. Mà 2.500 năm thì tuổi thọ sẽ giảm đi là 25 tuổi. Cho nên là tuổi thọ con người giờ trung bình chỉ còn là 75 tuổi. 1.000 năm sau thì chỉ còn 65 tuổi. Cứ giảm dần như vậy cho đến khi nó sẽ giảm xuống còn 10 tuổi. Đấy là thời kỳ kiếp giảm đến mức tột cùng. Sau đó thì tuổi thọ lại tăng dần lên. Thì trong một cái đại kiếp nó có vô số kiếp. Vô số kiếp có rất nhiều cái kiếp tăng giảm như vậy. Còn đến một thời kỳ kiếp hoại do nửa là như thế. Còn có những cái giai đoạn mà kiếp cái trái đất, cái thế giới bị hoại do nước. Kiếp hoại do nước thì lúc đầu là cũng một đám mây lớn xuất hiện và bắt đầu là có những cơn mưa lớn xuất hiện báo hiệu thời hoại kiếp. Một đám mây lớn xuất hiện báo hiệu thời hoại kiếp, sau đó bắt đầu những cơn mưa từ cái hạt nhỏ bắt đầu hạt to dần. Cơn mưa suốt ngày, mưa suốt đêm, mưa từ ngày này sang ngày khác. Lúc đầu thì mưa nhỏ, xong mưa to, rồi dần dần mưa to như là cây dừa, rồi là mưa như những ngọn thác đổ xuống 100 triệu thế giới hệ cũng có một cái trận mưa gọi là mưa hoại kiếp như vậy. Thì quả địa cầu bắt đầu tan rã ở trong nước, và lúc đấy nước biến thành những cái cơn những cái dòng xoáy mạnh và nó quay tít như thế. Thì tất cả mọi cái ở trên thế gian này tan rã hết, không còn một cái gì. Quả địa cầu tan rã trong nước dưới sức ép của gió, nước từ từ dâng lên. Dâng lên cõi nhị thiền, tam thiền, đến cõi tứ thiền, đến cõi nhị thiền. Nước cứ dâng lên cho đến tận cõi nhị thiền. Tất cả những cái gì từ ở cõi nhân gian cho đến cõi nhị thiền bị hủy hoại hết. Cho đến khi không còn một pháp hữu vi nào tồn tại nữa thì nước bắt đầu bị biến mất. Và lúc đấy màn đêm chỉ còn là một màn đêm u tối bao la. Bắt đầu nước xuất hiện cả 100 triệu thế giới cùng nước cùng dâng lên như vậy. Cả một cái không gian mênh mông toàn là nước như vậy. Thì lúc đấy cái quả địa cầu này nó chỉ giống như là một cái quả bóng mà bị quay ở trong nước thôi. Nó quay cho tan lá hết, không còn gì hết. Cái cầu ấy, nước bắt đầu dâng lên đến cõi trời. Dâng lên quay tít cho tan hết, không còn một cái gì nữa. Xong rồi bắt đầu thời kỳ thành thế giới hình thành, gọi là thành kiếp, bắt đầu lại xuất hiện. Cũng giống như trước, một đám mây lớn bắt đầu xuất hiện. Xong là mưa lại xuất hiện ở 100 triệu thế giới. Và một cái giọt nước khổng lồ ở khắp không gian như vậy. Rồi từ từ cái nước đấy hạ xuống đến đâu thì các cái cõi sống bắt đầu xuất hiện đến đấy, cũng giống như ở trước như vậy. Thì một lần thế giới thành và hoại bởi nước như vậy thì cũng được gọi là một đại kiếp. Một cái đại kiếp nữa là do gió thì nó cũng giống như trước, một đám mây lớn nó xuất hiện báo hiệu thời đại hoại kiếp do gió. Sau đó những cơn gió bắt đầu xuất hiện. Gió đầu tiên là gió nhỏ thôi, cấp 1 tăng lên cấp 2 đến cấp 12, đến cấp 20, đến cấp 200, 2000, 200 ngàn. Gió cứ thế mà tăng dần cho đến lúc mà gió rất là mạnh, cuốn phăng tất cả. Lúc đầu thì gió nó chỉ thổi bay được những cái vật nhỏ thôi, dần dần nó thổi bay tất cả những vật lớn. Rồi đến quả đất này cũng bị nó thổi tung lên và nó nghiền nát, tất cả biến vào hư không hết. Thì những cái gì mà cứ bay lên hư không một cái là bị gió nghiền nát và biến mất luôn, không để lại một dấu vết gì. Cái sức mạnh của gió mà nó xiết mạnh đến như thế,
không để lại một cái gì hết. Sau khi nó phá hủy hết, gió này nó phá hủy mạnh nhất, nó phá hủy đến tận cõi tam thiền rồi thì nó mới dừng lại, cõi tứ thiền mới được bình yên. Sau khi mà phá hủy hết rồi thì gió biến mất, rồi thế gian lại chìm trong một cái màn đêm u tối bao la như vậy. Gió cuốn phăng hết nha, gió mắt bão này. Rồi bắt đầu thế giới lại cũng hình thành trở lại giống như trước như vậy, cũng bắt đầu từ một cơn mưa, đó là bắt đầu mưa ở 100 triệu thế giới hệ, rồi nước cứ rút rút dần dần xuống, nên bắt đầu cái thế gian được tái lập trở lại. Vậy thì bây giờ mới hỏi là khi nào thì hoại do lửa, khi nào thì hoại do nước và khi nào thì hoại do gió. Tại sao có lúc nó hoại do lửa, tại sao có lúc cái thế gian này nó hoại do nước, và tại sao có lúc thế gian này nó hoại do gió? Thì khi nào mà tâm sân của chúng mình tâm sân nổi trội ấy, khi nào mà cái tâm tham nổi trội nha thì nó hoại do lửa. Cái tâm tham mà lớn ấy thì thế gian này sẽ bị hoại do lửa. Khi nào mà cái tâm sân lớn thì thế gian sẽ hoại do nước. Còn khi nào mà tâm si của chúng sinh mạnh thì thế gian nó sẽ hoại do gió. Thế thì bây giờ ở thế gian này nó đang có cái tâm gì mạnh? Thời bây giờ là con người nó mạnh được cái tâm gì? Tâm tham hả? Thế bây giờ ai tham lớn hơn nhỉ? Cho nên là sau này chắc là sẽ hoại do lửa. Tham nó giống như lửa, tham nó thiêu đốt con người. Còn sân thì nó giống như nước, sân thì nó dữ dội như nước. Sân dữ dội như nước, tham thì nó thiêu đốt như lửa. Còn si thì nó ngu si, ngu si thì nó được ví như gió. Si nó mạnh nhất, kể cả mà tâm si mà mạnh thì nó cái thế gian sẽ hoại con gió. Thế gian, thế giới này sẽ trải qua 7 lần thiêu hủy do bởi lửa, 8 lần bởi nước, rồi lại 7 lần bởi lửa, 8 lần bởi nước nữa, cứ liên tục như vậy, liên tục như vậy cho đến 63 đại kiếp thì mới có một lần bị hoại do gió. Những cái kiếp mà hoại do gió rất là ít, thường phải trải qua 63, 64 lần đại kiếp thì mới có một lần hoại do gió. Còn nó cứ hoại do lửa với do nước vậy, nước với lửa, cứ 7 lần do lửa lại 8 lần do nước, cứ 7 lần hoại về lửa lại 8 lần hoại về nước như vậy. Bắt đầu một thiền giả có thể nhớ đến nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp là nhớ như thế nào? Đấy, bây giờ một cái người mà có túc mạng trí nhớ lại nhiều thành kiếp và nhớ lại nhiều hoại kiếp thì vị đó nhớ như thế nào? Vị ấy có thể nhớ trong hoại kiếp đó ta ở loài hữu tình nào, ta ở thời đại nào, ta ở sinh thú nào. Đó là một cái nhớ đại cương. Ví dụ như là bây giờ cái vị mà có túc mạng trí đó, vị ấy muốn nhớ lại một kiếp sống thì rất là dễ rồi. Khi nào vị đó đã phải thuần thục cái cách nhớ lại một kiếp này, từ những nét đại cương và chi tiết, rồi là kiếp quá khứ 2 này, 10 kiếp này, 20 kiếp, 100 kiếp, 1000 kiếp, 100.000 kiếp sống rồi, mà thuần thục rồi. Nếu như vị đó bắt đầu muốn quán cái thành kiếp và ngoại kiếp của thế giới này thì vị đó mới tác ý này, vị đó hướng tâm đến cái thời điểm, vị đó phải đi lùi lại đến cái thời điểm. Ví dụ bây giờ mình đang sống ở đây thì bây giờ mình phải lùi lại cái thời điểm mà cái kiếp sống này nó hình thành. Vị đó hướng tâm lùi dần về cái thời điểm mà lúc thế giới này nó mới hình thành, thì lúc đấy mình sinh ở đâu, cái thời kỳ mà thế giới hết thành ấy, mình sinh ở cái cõi nào, mình có sinh ở cái cõi này không, mình có sinh xuống cõi nhân gian này không, và lúc đấy mình làm gì. Thì lúc đấy mình sẽ thấy được, nếu như lúc đấy mình ở cõi nhân gian này mình cũng sẽ thấy, mà lúc đó mình ở cái cõi thế gian này nó mới hình thành, mình sinh về cõi thiên giới thì mình sẽ thấy mình ở thiên giới, hoặc là mình ở cõi phạm thiên thì mình cũng thấy mình đang ở phạm thiên. Rồi thì mình lại nhớ đến trước khi thế giới này hình thành, thì lúc đấy cái lúc mà thế giới bị hoại diệt thì mình ở đâu, thì lúc ấy mình sẽ thấy mình sinh ở các cái cõi phạm thiên này. Rồi mình lại nhớ lại này, cái lúc mà thế giới này nó bắt đầu
nó đang ở trong cái thời kỳ hoại kiếp đấy, nó đang chuẩn bị bốc cháy đấy. Có những cái đám mây lớn xuất hiện báo hiệu thời hoại kiếp đấy. Rồi là thế giới trở nên khô cằn hạn hán đấy. Lúc đấy mình ở đâu? Lúc đấy mình tác ý như vậy thì bằng cái năng lực của túc mạng trí mình sẽ thấy được cái thời điểm này là cái thời điểm mà kiếp hoại đấy, là mình sinh, mình có sinh ở thế gian này không, hay là mình sinh ở cõi thiên giới hay ở cái cõi nào. Mà cái lúc mà kiếp nó hoại thì nó hoại cõi nào nó cũng hoại hết. Mình sinh ở cõi người nó cũng hủy hoại, hay là sinh ở cõi chư thiên dục giới cũng hoại, cõi sắc giới và các cái cõi sơ thiền nhị thiền nó cũng hoại, tam thiền nó cũng hoại rõ rõ. Thì lúc đấy mình sẽ thấy được trong cái thời điểm mà kiếp thành kiếp và hoại kiếp đấy, mình sinh ra ở chỗ nào. Đấy là vị đấy có thể quán được nhiều thành kiếp và hoại kiếp. Và một cái vị đệ tử của Đức Phật có thể quán tới hàng trăm ngàn đại kiếp như vậy, quán tới hàng trăm ngàn cái đại kiếp để nó sinh diệt. Thế là cái năng lực của túc mạng trí, túc mạng trí vị ấy quán được nhiều đời nhiều kiếp, hàng trăm kiếp, ngàn kiếp, trăm ngàn kiếp, và nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp, và nhiều thành và hoại kiếp. Và cái lúc đấy vị ấy có thể muốn thấy cái lúc mà quả địa cầu này nó bốc cháy nó như thế nào. Và cái lúc đấy vị ấy cũng có thể thấy được những cái ngọn lửa của hoại kiếp nó bốc lên, nó bốc cháy. Vì nó có thể thấy được những cái hoại kiếp do lửa, do nước nó như thế nào, thì nó có thể thấy được cái nước nó dâng lên như thế nào. Vì nó có thể quán các cái kiếp mà do hoại, do gió nó như thế nào. Thì là lúc đấy cái túc mạng trí nó sẽ thấy được những cái thành kiếp và hoại kiếp của thế giới, cái sự sinh tử của mình, cái sự sinh tử của thế gian ấy. Cái năng lực của túc mạng trí nó thấy như vậy, là thành kiếp và hoại kiếp như vậy. Vị ấy nhớ đến tên gọi như vậy, dòng thọ như vậy, tướng mạo như vậy, thức ăn như vậy, tuổi thọ như vậy, thọ khổ lạc như vậy, sau khi chết ở đấy ta sinh về chỗ khác, thì đó là nhớ một cái chi tiết. Còn vị đó chỉ nhớ một cái chung chung, vị đó sinh ra và chết đi, sinh ra và chết đi thì được gọi là nhớ một cách đại cương. Thì cái túc mạng trí thì có thể nhớ được cả một cách đại cương và chi tiết như vậy, thành kiếp và hoại kiếp là như vậy. Hết cái phần túc mạng trí. Bài sau mình học thiên nhãn trí. Thiên nhãn còn một cái thiên nhãn trí nữa là hết. Bài hôm nay hết. Ai thắc mắc về túc mạng trí nữa không? Ai thắc mắc về túc mạng thông không? Người hồi hướng. Idam me pur